quay đi. Thì vừa lái xe mà phải vừa quay phim nữa thì chứ. Đồng ý. Dạ là cái tốt. Đi đâu đây? Biết chụp ảnh khinh khí cầu. Đó, người ta thả khí cầu cái khí khí bị khí. Đây chạy quay mấy giờ mình tôi. Tôi che camera. Tôi quay gì quay. Không có chuyện tôi làm phim gì cả đời đó chuyện của tôi. Rồi sao? Mở. Đâu cần mở vậy? Yeah. Không có khó vậy, chỉ cần lướt lên cho chị ca vừa thôi. Đây đây đây. Đi đâu? Nó chỉ biết quay phim. Đông. Đông quá. Quá trời đông luôn. Nào nè. Đây. Đi đâu nè? Rồi đông nghẹt luôn. Vậy con thử rồi đó coi. Không có chỗ để xe đó. Không tức là quay rồi đó, có gì chưa mà sao tới đông vậy? Sáu rưỡi rồi nè. Rất là đông luôn. Sao đông vậy? Đông hơn là bữa tới mình đi. Hello chào các bạn nha, gia đình mình đang đi đi xem lễ hội khinh khí cầu vào buổi tối. Ở đây đông nghẹt luôn các bạn, trời quá trời đông luôn, không có chỗ để đậu xe để mình đi vô coi luôn, quá trời đông. Thôi là buổi sáng mà đã đi coi rồi á, giờ này không có chỗ nào mà chen vô được, nó chưa thả luôn mà. Nhưng mà coi thử coi có thả chưa, chưa thấy cái nào, có thấy gì trong bầu trời chưa. Ở đây đóng gì? Quá vậy? Ở đâu chứ? Ở có thải gì đâu trời? Đông quá các bạn ơi. Xe đậu ngồi đây chắn hết hai hàng luôn, hai bên đường luôn. Mới cầu hết sao tới đông vậy? Trời quá trời luôn. Đây thưa các bạn, Hà TV đang tường thuật tại Đồ Dương Phan Thiết nha. Đây lễ hội khinh khí cầu mà giống như là lễ Tết vậy các bạn. Cầu vào buổi tối ở đây đông nghẹt luôn các bạn, trời quá trời đông luôn, không có chỗ để đậu xe, không có chỗ để đậu xe để mình đi vô coi luôn, xe máy còn không vô được thì lấy chi mà xe ô tô vô, thôi đành đi về thôi. Thôi là buổi sáng mà đã đi coi rồi á, không có chỗ nào mà chen vô được, nó chưa thả luôn mà. Mà con thử coi có thả chưa? Chưa thấy cái nào đuôi lên hết nè. Có thấy gì trong bầu trời chưa? Chưa luôn. Xong rồi đây đông dễ. Chưa thấy tải gì đó mà sao đóng như vậy? Ờ, có thải gì đâu trời. Đông quá các bạn ơi. Không biết đâu chen vào được. Xe đậu kìa. Tên bạn luôn. Xe đậu ngồi đây chắn hết hai hàng luôn, hai bên đường luôn. Sao không có thấy cái cầu nào đâu mà. Cầu lớn sao cũng đông vậy? Trời luôn. Đây các bạn, Hà TV đang tường thuật tại Đồ Dương Phan Thiết nha. Đây là hộ khinh khí cầu mà giống như là lễ Tết vậy các bạn. Tường thuật. Có gì Hà TV đang có mặt tại trung tâm bãi biển Đồ Dương Phan Thiết. Và hiện tại đây chưa có thấy khinh khí cầu nào đó. Xe cộ hai bên rất là tấp nập. Coi như là kẹt cứng luôn các bạn. Mặc dù là chưa thấy gì trên bầu trời hết nha, quá đông và quá nguy hiểm, nhìn quá kinh quá. Này không biết kiếm được cái chỗ đậu mình đi vô không, đậu lại giữa đường đi vô Ocean đậu, đi bộ vô đây, đổi lối này nè, mà cái đây là khu rồi,
đông nghẹt trời luôn. Không phải, phải có người điều khiển xe đi vô khác luôn. Quay lộn cho mọi người xem mà. Quá trời đông. Kinh quá. Quá trời đông. Mở đầu vô nha. Này còn hơn Tết luôn các bạn. Hơn. Quá trời Tết đông không thấy, không thấy đông gì. Thấy đông đến như vậy đâu. Mà sao mà ở đây trong trung tâm mà cái buổi mà chuẩn bị bắn pháo bông á, có đông à. Thì nói ngày mai cũng có bắn pháo bông mà. Nãy mà mình đi lộn đường các bạn, mình đi cái hướng mà phải đi 6 lên. Kẹt xe quá trời luôn nè. Hãy cái gì đi cái hướng Đồ Dương nữa. Ờ Đồ Nghĩa Thành nữa. Cho mình ăn xong á mình đi thôi. Không biết luôn. Kẹt xe quay đầu đây các bạn ơi. Nghĩa Thành trên đây cũng đông nghẹt nè, kẹt cứng ngay luôn nè. Ôi là trời ơi là trời. Sao thoát ra được? Sao thoát ra được trời? À, giờ này hiện tại là đông như 7:20 và theo chương trình là tiết mục là buổi lễ bắt đầu vào lúc 6:20. Phóng viên Hà TV đã có mặt tại trung tâm bãi biển Đồ Dương Phan Thiết và hiện tại đây rất là đông. Xe cộ hai bên rất là tấp nập, coi như là kẹt cứng luôn các bạn. Mặc dù là chưa thấy gì trên bầu trời hết nha, quá đông và quá nguy hiểm. Kinh quá, kinh quá. Các này không biết kiếm được cái chỗ đậu mình đi vô không. À, đi vô Ocean đậu, đi bộ vô đây, đi bộ lối này nè, cái đây là thua rồi. Trời ơi, chỗ đông, nó đông nghẹt trời luôn. Quay đồ độ cho các bạn xem mà. Người điều khiển xe đi với khác. Quay trộn cho mọi người xem mà. Quá trời đông. Kinh quá. Quá trời đông. Mở đầu vô nha. Này còn hơn Tết luôn các bạn. Quá trời Tết đông. Không quá. Thấy không có thấy đông gì. Thấy đông đến như vậy đâu. Đây là giống như ở đây trong trung tâm mà cái buổi mà chuẩn bị bắn pháo bông á, có đông như vậy nè. Nói ngày mai cũng có bông mà. Nãy mình đi lộn đường các bạn, mình đi cái hướng mà bỏ đi 6 lên. Là kẹt xe quá trời nè. Nãy mới vậy đi cái hướng Đồ Dương nữa. À, Đồ Nghĩa Thành nữa. Không biết luôn. Kẹt xe quay đầu đi các bạn ơi. Kẹt xe rồi, đừng có vô nữa. Quay đầu đi mọi người ơi, kẹt xe, đừng có vô nữa. Không ai nghe rồi hết, bó tay. Kẹt xe rồi, quay đầu đi mọi người ơi. Cái vô đó nó báo, coi hết giờ thả cho nó còn không thả nữa. Không cho vô được đâu. Đừng có ráng mà. Ở trong cái kẹt xe mà sao mọi người cứ phô bu vô, tôi trong làm gì không biết. Quay đầu là bờ đi. Đừng vô trong nữa, đừng vô trong nữa, trong đó không có gì đâu. Ô là trời ơi là trời. Đông nghẹt luôn, không biết tin được luôn á. Đâu không có tin. À, đúng không? Giống như là bữa mình đi xem bắn pháo hoa ngày Tết đúng không con? Cũng đông nghẹt rồi vậy nè. Trời ơi là kinh. Ồ. Trong kia cũng đông nghẹt luôn, chết rồi. Đâu tao tao. Trời ơi. Ở trong Ocean cũng đông nghẹt luôn. Oh man. Ừ, Thành trên đây cũng đông nghẹt nè, kẹt cứng cho em nè. Ô là trời ơi là trời. Sao thoát ra được? Sao thoát ra được trời? À, giờ này hiện tại là 7:20 và theo chương trình là tiết mục là buổi lễ bắt đầu là lúc 6:20 mà hiện tại là quá hai quá mười mấy phút rồi, 20 phút rồi, vẫn chưa có khinh khí cầu bay lên nha, nhưng mà hiện tại ngoài đường rất là đông và phóng viên Hà TV không thể nào mà tìm được cái chỗ nào đậu xe để mà đi vô quay phim. Đây. Không biết chỗ nào đâu mà đậu xe đâu trời, không kinh thật. Ocean đó có cái ocean.
Đây chính là chuyến cho đầu xe thôi mà. Kêu bà, con kêu mọi người quay đầu qua bờ đi, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ đi. Không vô được con ơi. Không vô được con ơi. Phù con. Không quá. Vô không làm được gì đâu, nó ngàn trong đó. Không thấy không đi không con? Thấy đông quá trời đông không? Đông đây cứ vô được đâu mà tối. Biết vậy nhưng mà bây giờ đông nè, nhất là đông nè. Thứ hai phải đi bộ xa nè, nhắm đi được không? Trời trời trời. Nó mệt đó, nó coi đi, con coi xung quanh nè. Chỗ nào? Chỗ nào? Xe đậu hàng xe, phần là dài. À, chỗ nào người ta cũng đậu xe nè. Ờ, à, đậu. Chỗ kia chưa đậu kìa. Ờ, à, chỗ này chỗ vòng xoay ai cho đậu con? Ờ, à, trời. Chỗ kia. Ờ, bữa nay chi. Ờ, leo lên đậu hết nè. Qua chỗ đậu. Lên đậu. Trời ơi, kinh thật. Cái này ra đây. Có người nào ra đi kiếm bãi đậu. Anh cũng đang đậu lên vô hả? Đi sao? Đi bộ xa lắc xa nô. Mà anh kia rồi qua nhầm kia gần hơn rồi. Kẹt khách mẹ mà. Con đi về chứ Đông Đen thì vô đó ngợp thở thêm á. Không được đâu con sáng rồi. Quá trời đông rồi. Thấy như là chưa coi thì vô áp bức vô coi thì được. Coi buổi sáng tranh thủ vậy coi rồi. Theo nó hay không? Mình phải đi coi buổi sáng cho đêm coi được. Nói vậy. Rồi, rồi, đáng tiếc các bạn ơi. Ở trong đông quá, mình không thể nào mình vô mình tư thuật trực tiếp được. Mình tác nghiệp được. Mình tác nghiệp được. Quá đông lắm, quá đông người nên sợ bị chen lấn này kia. Mệt. Hai đứa nhỏ lắm, mình phải ẩm bồng nó. Mệt quá. Đây là ship. Đi về. Thôi các bạn xem clip mình quay ban ngày đỡ nha. Bye bye các bạn. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye. Cả nhà bye bye. Bye bye. Bye.